Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Một chương trình mà cứ đến hẹn lại lên tối thứ sáu. Có thể là trong tuần mọi người sẽ xem giải rác, nhưng mà thực ra là thì mình rất là chờ đợi cái khoảnh khắc mà 8 giờ tối thứ sáu. Các bạn mở YouTube của Vietcetera xem Have a Sip. Đôi khi các bạn rất là quan tâm khách mời là ai, nhưng đôi khi các bạn cũng chỉ coi nó là một cái không gian để có thể nghe người khác chuyện trò. Hôm nay thì sau nhiều lần hẹn hụt thì mình có một nhân vật khách mời trẻ tuổi vừa có một cái album khá là cháy trong cái chuyến đi dài ngày. Thì mình vừa trở về từ một cái chuyến đi từ Thụy Điển thì mình cũng đã nghe cái album 99% này phải đến kiểu mấy trăm phần trăm trong cái thời gian của Thì mình. Chào mừng MC Key đến với Have a Sip. đấy thì mình ạ. Em chọn đồ uống là gì khi mà đến với Have a Sip? Em chọn trà đá đường. Nói đúng là nhiều đét cả đường ra đúng không em? Đúng rồi, Em rất có nhiều đường, rất ngọt. tức là em là người hay uống đồ ngọt, hay là cái ngày hôm nay làm sao mà em quyết định chọn uống cái này? Bình thường em cũng sẽ uống rất nhiều ngọt thôi. Em thích uống đường. Thế à? Em sẽ dễ bị tiểu đường. Nhưng mà lâu chưa, lúc nào cũng như thế à? Từ bé lớn em thế. Chắc là cũng là lý do em bị gầy. Vì Nhưng mà uống nhiều đường quá. nhiều đường thì lại gầy. Tại vì chị thường thấy là những cái người mà họ lo về cái mặt sức khỏe hay là họ sợ mập thì họ sẽ bớt đường đi. Cũng đúng, bớt đường, bớt bớt sữa đi đúng không? Nhưng mà em thấy là uống nhiều đường quá rồi. Bởi vì nhiều năng lượng. Cái này là calo, calo rỗng, không tốt cho cơ thể. Tức là em cần phải là hype up lên, là em cần phải nhiều năng lượng nên là em dùng đường à? Đơn giản nó chỉ là thói quen thôi ạ. Mẹ em thích ăn ngọt, thế nên là em cũng thích ăn ngọt. Tức là từ bé. Từ bé thích ăn ngọt, không thích ăn rau. Mẹ em cũng không thích ăn rau. Không, mẹ em mới thích ăn rau, nhưng mà em bảo là thằng này không thích ăn rau đâu, nên là em không thích ăn rau. Hồi bé em là một em bé như thế nào? Hồi bé em là một em bé cũng như mọi em bé khác thôi. Biệt danh của em là Bi. Em có một thằng em họ tên là Tít. Anh em Bi Tít. Đừng đi bàn chân Việt. Khi mà cái thời điểm này, tại vì trước khi mà vào ấy, thì em Siki có nói một cái ý khá là trìu mến là trong cái lễ, cái buổi ra mắt album 99% ở nghìn chín tại Hà Nội thì có dắt cả bố mẹ đi. Cũng trong cái show này á, chị cũng phỏng vấn nhiều bạn hát rap thì các bạn ấy thấy khá là khó khăn trong việc là tôi là một rapper và tôi được bố mẹ tôi chấp nhận là một rapper. Cái hành trình của em như thế nào? Trình của em á. Hồi trước em định đi học làm luật sư cơ. Đi Xong học rồi mà, đi học có du học ở Nhật đúng du học ở Nhật. Nhưng mà em học chuyên ngành kinh tế. không? Tức là mọi thứ nó đến với em rất là ngẫu nhiên. Nó không có chủ đích gì cả. Random. Đầu tiên là em học học trường Việt Đức. Học lớp tiếng Đức. Để sang Đức. Nhưng mà em không sang Đức. Em sang Nhật. Xong còn nói tiếng Nhật Con nói tiếng Nhật, không? Nhưng có nói cả tiếng Đức không? con nói tiếng Đức, viết một số câu vi hai gì đó. Hồi bé em cũng là một em bé rất hiếu động, nó thích khám phá mọi thứ. Em nghĩ đến bây giờ vẫn thế, chỉ là mình phải hòa nhập vào thế giới người lớn ấy, nên là mình sẽ giữ cái đứa trẻ đấy trong mình an toàn, ít nhất là mình cố gắng làm điều được. Thì chị thấy cái hình ảnh mà mẹ thích ăn ngọt xong rồi mình cũng ăn ngọt theo đã thấy một cái gọi là cũng trong nhà có được bao bọc không? Trong nhà không Không à? thích thích lăn, thích lăn lăn lộn. Nhưng mà bố mẹ em chấp nhận cái sự tự do lăn lộn đấy của em, hay là thành ra nó quay về đúng cái câu chuyện là em đến với khi mà em hát rap và trở thành rapper thì có một cái mâu thuẫn gì đấy với gia đình không? Tức là có mọi người có kiểu không thích việc là Hoàng Long đã trở thành MC Bố mẹ em nuôi nuôi theo em, tất nhiên là sẽ có những cái phản ứng từ gia đình kiểu là không được đâu. không? Bởi vì là tất nhiên rồi, cái thế hệ trước thì họ luôn nghĩ là gọi là gì nhỉ? Sướng ca vô loài, là cái nghề đấy nó sẽ rất bạc, nghề sân khấu rất bạc. Là khán giả một ngày họ sẽ đưa mình lên, rồi ngày sau họ sẽ lại đưa mình xuống, như cách họ đưa mình lên. Thì đấy, thì bố mẹ lo sợ là cái đấy là mình
có chịu được cái cú sốc đấy không, và làm cái nghề đấy thì mình phải đối chọi với bao nhiêu người, sẽ có ra được kinh tế không. Em nghĩ là bố mẹ em hiện tại em đã chứng minh đủ cho bố mẹ em thấy là em làm được rồi. Thì chắc bố mẹ em cũng ok. Về nấu cơm ăn ngon, quần áo giặt cho sướng, lâu lâu chửi câu cho nhớ là ok rồi. Hiện tại em cũng đang chăm sóc luôn cả cho gia đình em nữa, chăm sóc cả cho bố mẹ, kịp tài chính và các thứ. Và thế thì quay lại một chút cái thời điểm học kinh tế xong rồi sang Nhật, lúc đấy là đã có một chút gì là nhen nhóm là tôi sẽ thành rapper chưa, hay là, và có cái phần nào của em thích cái việc học kinh tế không, hay là trở thành luật sư không? Em thích đòi sự gọi là cái gì, công lý hả? Cho mọi người bình đẳng. Sau khi đấy em nhận ra là có khi cũng thực ra chỉ có công không gì nhỉ, không có công bằng, chỉ có bình đẳng thôi, tức là không có mọi gì. Người bất công đều bị cuộc đời đối xử bất công như nhau thì gọi là bình đẳng. Thực ra không có công bằng, tức là bạn sinh ra trong một gia đình A chẳng hạn, có một khối lượng tài sản là B, thì tất nhiên là tất cả các gia đình đều không thể nào có khối lượng tài sản bằng nhau được. Nên là không có chuyện công bằng ở đây, nó chỉ có bình đẳng thôi, là đều bất công như nhau. Đều có những cái cảnh để mình học những bài học khác nhau. Còn về kinh tế thì sau khi em học kinh tế đại cương được một năm, em nhận ra là thứ duy nhất em biết là đếm tiền. Cái đấy là quan trọng nhất. Có tiền để đếm là được rồi đấy. Có tiền để đếm là học xong kinh tế rồi. mình không thực sự muốn học ấy, nên là không vào lắm. Với cả học bằng tiếng Anh nữa, không nhỉ. Cái câu chuyện mà em vừa kể thì tôi mới nghĩ nó là câu chuyện của hầu hết các bạn ở cái tuổi trưởng thành. Nó đều là cái việc là có một cái khoảnh khắc tôi nhận ra là tôi không thích cái việc này. Một cái điều gì đấy đã xảy đến của trong cái thế giới người lớn nói cho tôi là tôi phải học cái ngành này, đúng không? Tôi phải theo một cái gì đấy. Thế đến lúc mà rap thì là như thế nào, là cái khoảnh khắc là quyết định chọn rap nó diễn ra ra sao? Thì cái đợt học ở Nhật đấy là em về Việt Nam. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ rồi, không biết là may hay là do là vũ trụ sắp đặt hay là như nào đấy, Covid. À, thế phải ở lại. Nên là ở lại Việt Nam. Ở lại Việt Nam thì như nào đấy, lại tự nhiên có một chương trình tự nhiên gọi là Giáp Việt. Đấy là tôi lại xách cặp đi thi thôi. Đi thi thì không biết là các cụ phù hộ hay là may mắn hay là như nào đấy, thì đấy, mọi người đã thấy rồi. Tức là em phải đợi Giáp Việt để em cảm giác đấy là một cái cột mốc là em chọn đam mê của mình. Trước đấy nó có một cái gì theo kiểu là nếu tôi không có cuộc thi này thì vẫn có MC kia không? Mình luôn chọn nó, mình luôn chọn nó. Nhưng sau rap Việt, hoặc là đến rap Việt, đến sau cái rap chậm thôi đấy, mặc dù mình không bao giờ muốn nhắc đến cái rap chậm thôi đấy, nhưng mà sau cái đấy thì, hoặc là thủ đô Cypher, thì là rap chọn mình, chứ không mình chọn rap nữa. Tức là hai cái năng lượng đang là nhau rồi, là ok, tôi với rap có khi là một. Tôi yêu nó cũng yêu tôi. Đấy, thì mình mới đi tiếp được. Còn nếu mà tôi chỉ yêu nó không mà nó không yêu tôi thì là đơn phương. Tình đơn phương thì sẽ rất là đau khổ. Và có bao giờ nghĩ đến việc là tôi có thể làm hai thứ không? Em sẽ làm nhiều thứ chứ. Nhưng mà học kinh tế trở thành luật sư với việc là... Không. Không. Tại vì nhiều người có thể chọn cách đấy mà. Hầu hết là mình thấy các cái band ở Việt Nam. Hồi xưa một cái ban nhạc rock nổi tiếng của Việt Nam là Bức Tường. Hầu hết các anh ấy đều làm kiến trúc sư. Em nghĩ cái tên Bức Tường nói lên nhiều chứ. Nhiều rào cản, nhiều... Không phải bức tường, kiến trúc sư ở, ở tường ấy. Tức là em, nhưng mà em cũng sẽ là tip là all in, tức là mình đã làm thì làm một thứ, chứ không phải là sẽ cố gắng cân bằng nhiều thứ à? Hay là cái giai đoạn đấy đã qua đi? Em thích đánh cược. Thích sự mạo hiểm. Nếu không có mạo hiểm thì cảm giác mình không được sống. Thế em có nhớ lần mạo hiểm đầu tiên của em à? Lần mạo hiểm đầu tiên của em à? Hiện tại thì em chưa nhớ. Ví dụ em thích đường, có bao giờ em kiểu tu một đống đường hay cái gì đấy?
không để không để không à, gọi là bảo hiểm gọi là chơi ngu đúng không? Đúng rồi, đấy là khuyến cáo, nằm trong những cái khuyến cáo là không nên thử ở nhà. Chị Thúy Minh có mấy cái hình xăm bé bé, chị có thể cho em à đây hỏi à, tại sao lại là những hình xăm bé bé không? Ok, thế mình nói về chuyện hình xăm được, tại vì câu đầu tiên khi mà em xin đến đây thì mình hỏi là cái hình này mới hay cũ. Đúng không? Trên em có thấy là trên thế giới chỉ có hai loại người không? Là loại người xăm hình và loại không xăm hình không? Nhiều hơn chứ. Là gì nữa nào? Một loại là xăm hình này. À đâu, một loại là không xăm hình này. Ừ. Một loại là xăm những hình mini này. Một loại là thích xăm những mảng to. Ừ. Một loại là thích xăm đen. Thì cũng giống như là trong những người không xăm hình thì có những người là không bao giờ nghĩ chuyện xăm này. Có những người nghĩ đến nhưng chưa bao giờ làm này. Đấy, ABCD, nhưng mà cuối cùng thì nó chỉ là hai cái định dạng thôi. Nó đen trắng như vậy, nó là một sự... Thì cũng đúng, giống như người tốt và người xấu đúng không? Ừ, thì sau đấy thì mình có chia nhỏ rồi. Chị trả lời em là chị có những hình xăm to nhưng mà không nhìn thấy. Ok. Còn những cái hình xăm nhỏ thì thực ra đến một lúc kiểu gọi là hệ người chơi xăm thì mình gần như mình sẽ lost track, mình sẽ chả nhớ được là mình có bao nhiêu hình xăm. Nhưng mà chị là ví dụ như chị có nhiều hình xăm nhỏ là bởi vì đây là con chị vẽ. Thế ạ? Ừ, thì là mình chọn mấy cái hình mà mình thấy đáng yêu thì mình xăm lên. Chị chất. À, thì em là người sẽ chọn cái gì để xăm lên người? Em chọn gì để xăm lên người ạ? Nó tùy độ tuổi chứ. Ừ, thế độ cái hình xăm đầu tiên của em là hình gì? Hình xăm đầu tiên của em là hình này. Ừ. Cái hình này. Cái Rapito. Là hình... À Rapito, ok. Giống là Gonzo. Ừ. Tức là chọn nhạc và chọn đội, đúng không? Đúng chọn âm nhạc và chọn đội. Là lúc đấy bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là 18 hả? 18. Uh-huh. Em có cần đến một hình xăm để nhắc cho mình là à tôi đã đấy là cái dấu ấn trong cuộc đời tôi không? Em có phải kiểu người đấy không? Thực ra là đấy là em nghĩ nhá, em nghĩ nhá. Em nghĩ là với những người độ tuổi 18 tuổi hoặc là 14, 15 tuổi đi xăm thì họ trong đầu họ chỉ nghĩ là đấy là chất ngầu, bố mới thích. Thế thôi, chứ còn được gọi là tại vì tôi nghĩ là nó sẽ là cột mốc cho tôi thì không. Em nghĩ là họ chưa nghĩ sâu đến mức đấy. Em thế. Nhà lúc ấy là chất. Cái này là còn xăm nhầm đầu tiên. Xong là sốt nốt mi. Nhưng mà xăm sai khóa thì là thành nốt son. Là cũng được, em cho nó son. Ok. Nhưng em cũng là người sẽ không quan. Em sẽ là kiểu người day dứt với một số các cái lỗi lầm đã xảy ra hay là thôi kệ. Không, em là một người kiểu là nếu mình chẳng may làm một việc gì đấy không theo dự tính thì đấy là vũ trụ bảo mình làm thế. Ừ. Nó sẽ tốt cho mình. Ừ. Vì nếu mà không làm mi, ở đây là mi, mi myself and I sẽ rất là cô đơn. Ừ. Nếu mà là son thì ok chứ. Thôi đi, nếu đấy là mi thì sẽ lại nghĩ ra một cái gì đấy kiểu kiểu cũng đẹp đẽ. Chẳng qua là bây giờ đã lỡ là son rồi đúng thì rồi. Phải dìm những cái option khác đi đúng không? Quan trọng là mình lấy lý do như nào hợp lý nhất. Nếu em làm một cái gì đấy, cái sự dây dứt nếu có, nó có ở lại lâu trong em không? Tùy vấn đề. Sẽ có những vấn đề mình chưa vượt qua được. Ví dụ? Nếu mà chưa vượt qua được thì thôi, coi như là một điểm yếu. Để khi nào vượt qua được mình sẽ chia sẻ. Trả lời khôn đấy. Ok. Đến đây cũng phải có chút tập luyện à? Không ạ. Hay là trả lời mọi người đều như thế? Đều như thế. Đấy là cái cách mình kiểu che giấu đi những cái điều mình muốn nói đúng không? Đúng. Ừ. Okay. Nếu mà thực sự, nếu mà đây có thể bộc lộ được, nếu đây là một cái session therapy, không phải là have a sip. Bởi vì have a sip thì có nhiều người khác nhìn vào và đôi khi cái góc nhìn của họ chưa đủ để cảm thông cho mình. Em học được điều này lâu chưa? Em học được điều nào ạ? Điều mà, có những cái chỗ mình sẽ nói và mình cũng maybe là có thể mình, tại vì chị nghe trong còn chỉ là cảm giác thôi, chị có cảm giác là em một số chuyện đã dạy em rằng là mình cũng không nên quất nha, sống thật đúng đến thế đúng. Bởi vì cũng đúng mà, đôi khi đứa nhóc trong mình
bảo là mày nên sống thật đi, đúng không? Nhưng mà mỗi cái vòng tròn, mỗi con người đều có những cái vòng tròn riêng, vòng tròn xã hội. Thì vòng tròn gần nhất thì mình được sống một cách thật nhất. Càng ra vòng tròn ngoài, càng tiếp xúc với nhiều hơn thì mình càng có một cái nhân cách khác. Để phù hợp với tiêu chuẩn xã hội, đạo đức nói chung, và phù hợp với cả bản thân mình nữa. Thì em nghĩ cái đấy là nghệ thuật giao tiếp, chứ không phải là mình sống giả. Nói thế thì cũng hơi bị lươn lẹo một chút đúng không? Hơi bị gọi là đánh tráo khái niệm một tí nhỉ. Không sao, có lợi cho mình mà. Tội gì, tráo đi. Tự em tự biên tự diễn hết chị. Đúng. Nó vẫn là thái độ của mình với việc đấy. Em nghĩ rằng đấy là cái hướng đi duy nhất, đấy là hướng đi có lợi cho mình. Hay là giả sử nếu mà mình sống trong một cái hành tinh song song thì mình thậm chí không phải quan tâm đến những cái quy tắc đối xử, những vòng tròn giao tiếp, những cái ý niệm mà người khác tiêm vào đầu mình. Nếu mà có một cái thế giới song song như thế thì em nghĩ là sẽ dễ sống. Dễ sống hơn. Nhưng mà chắc là sẽ loạn. Sẽ loạn hơn. Ai cũng... Cái này, ở thế giới này thì có cái yếu tố bất ngờ. Tức là mình nhìn họ, mặt họ là cũng như mình. Mà trong tâm họ có gì mình không biết được. À, yếu tố là bất ngờ. Em thích yếu tố bất ngờ chứ. Thế có cái gì bất ngờ nhất với em mà thường mọi người nhìn như này, xong mọi người không biết? Chị thấy em sống quá là thật đấy. Thật. Có em... cái gì bất ngờ lắm đâu nhỉ. Như một trang sách luôn. Họ đọc em như sách. Thế bất ngờ nhất là gì? Em không phải như trang sách à? Thì đúng, sau khi tiếp xúc với em thì chị mới là người khách quan để nói câu đấy chứ. Còn em, khi mà em nhìn vào em thì giống như soi một cái gương vậy. Xấu đẹp nhà trong đầu mình mới biết được. Còn nếu mình nói thế giới tôi xấu hoặc là tôi đẹp thì họ cũng chỉ có thể chọn những người nào tin mình thì họ chọn là tin, còn những không tin mình thì bảo là ngày xạ. Đấy, chị có thể nói góc nhìn khách quan của chị về em. Được không? Thì chị vừa nhắc đến cái chữ sống thật đấy. Chị biết là cái chị hay phải quote cái đấy ở đầu tiên. Tại vì chị có cảm giác là nó gây ra một hơi một cái cuộc tranh cãi, hơi một chút mâu thuẫn. Là cái chữ sống thật nghe nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà chị có cảm giác là với một số ngành nghề, nó sẽ được bọc đường. Đúng. Nó sẽ... sugar coat. Nó sẽ là, đấy, như chị nói là mình cứ nói về giả thuyết và hành tinh song song, nhưng thực ra mình đang sống ở trên hành tinh này. Và như em nói, nó gần như nó chỉ có một cách để lựa chọn, là mình vẫn phải bọc lại nhiều lớp khác ở bên trong cái lõi của mình. Có thể cách em nhìn là tôi đang bảo vệ cái đứa trẻ đấy của tôi. Cái chữ bảo vệ nó nói rất nhiều thứ. Đúng không? Nó đúng. Thấy là rõ ràng là nếu chỉ có nó sống không thôi, nó sẽ bị tổn hại, nên mình phải bọc nó vào. Đúng. Mình phải... thì thực ra là với ngành nghề này nhá, đang nói sẽ rất khó để mà dùng cái công thức này vào các ngành nghề khác. Thế nhưng mà chị cảm giác Gen Z nói chung đi, hoặc là cái thế giới của chúng ta đang sống đi, thế giới có mạng xã hội này, thế giới là mọi thứ đều được, kể cả những thứ riêng tư nhất cũng có thể bị lộ, cũng có thể được nhìn thấy. Đúng. Đúng không? Thì hầu hết là chúng ta sẽ phải đều bọc lại cái sống thật, nó trở nên hơi nguy hiểm. Đúng. Mình không biết chắc là người ta đang nghĩ gì. Theo chị, đời cũng là một, chỉ là một vở diễn. Cái sai lầm của người sống thật là người ta chọn bộ mặt thật của người ta để đem ra cho mọi người. Tức là nếu hiểu cái luật của cái thế giới này là mày phải diễn, bởi vì mỗi người đều được chọn một vai diễn. Mà người sống thật lại không đeo mặt nạ, không đeo vai diễn nào cả. Họ là chính họ. Thì đấy là thiệt thòi, hay là họ đang làm điều đúng. Bởi vì người sống thật lúc đấy sẽ không cần phải quá quan tâm. Nếu thực sự người ta muốn là người hạnh phúc thì người ta sẽ không quan tâm lòng. Chị sẽ mang cái câu hỏi đấy lên cái hành tinh kia nhé. Hành tinh song song. Xong bắn lại tín hiệu. Từ từ. Để giải thích ở trên cái kiểu cái đấy nó dễ hơn. Em cũng có một cái câu trả lời, đấy là ai cũng sống thật thì rất là loạn. Chị vừa đi học cái khóa học ở Thụy Điển về báo chí. Thì ví dụ ở một cái đất nước như Thụy Điển ấy, là free of speech, ai nói gì cũng được.
cái điều gì khiến cho nó không loạn vậy? Nếu mà ai cũng có cái việc để nói, ai cũng lên mạng xã hội và nói rằng là kiểu sự thật là, xong có một người khác lại gào lên là no, sự thật là, tất cả những người đấy đều có thể nói thật và được quyền nói, đúng không? Còn ở một cái nền báo chí khác như ở Việt Nam là chúng ta có quy tắc là không được lên nói linh tinh đâu, đúng. Nhà báo không được sửa lời của nghệ sĩ đâu. Chắc chắn rồi. Nhưng cái luật đấy nó cũng kiểu như nó tự biết với nhau ấy, nó tùy theo người thi hành luật đấy. Thì quay về cái câu chuyện là làm sao để mà ai cũng sống thật mà không loạn, thì nó có một cái từ, chị cũng ghét cái từ đấy, nhưng mà không có cái từ nào tốt hơn, đấy là dân trí. Cái mức độ mà nhận thức và trưởng thành phải ở một cái nào đấy thì chúng ta mới có thể nhắc đến từ sống thật. Đúng. Còn khi mà nó vẫn đang ở một cái, nó đang ở cái giai đoạn loạn, thì thực ra chị nghĩ sống thật là thiệt. Đúng. Em cũng nghĩ thế. Đúng. Về nhận thức, khi mà mọi người lên một mức độ nhận thức cao hơn rồi thì người ta sẽ không còn đánh giá quá khắt khe về bản thân họ cũng như là những người khác nữa, nên là họ sẽ có một góc nhìn mở và góc nhìn của bạn là như này, sự thật của bạn là như này, ok, tôi tôn trọng điều đấy, nhưng mà sự thật của tôi là như này thì tôi cũng sẽ tôn trọng sự thật của tôi. Thế nên là đừng cãi nhau về đấy nữa, sẽ không cãi nhau những thứ râu ria, mà sẽ thực ra sẽ là một cái cơ hội được cãi nhau về những thứ chủ chốt hơn. Ví dụ nhạc thì nó, chị quay về chuyện hình xăm hay không xăm, nhạc nó cũng thế. Nó chỉ có nhạc hay và nhạc không hay thôi. Chưa hay. Đúng. Từ đấy là hơi sugar coat lại một tí, hơi mọc đường rồi đúng không? Không, em vẫn là đang sống mà chưa được thật cho lắm. Chưa. Chị thỉnh thoảng chị phải học cái đấy. Tại vì chị cũng bị một cái là thẳng và thật. Đến Have a Sip chị được nghe nhiều hơn, tại em cứ hỏi chị phải nói. Chứ bình thường chị nghe nhiều hơn thì chị sẽ được tém bớt những cái suy nghĩ kiểu thật của chị. Vì ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ kiểu mean này, hay là kiểu, mặc dù ý mình không phải là mean nhá, mình chỉ thấy là một cái kiểu dạng bản năng của mình là, ví dụ chị cũng là người hơi cực đoan, mình sẽ chỉ thấy là nhạc hay và không hay không ra gì. Tức là nhiều khi nó còn chưa đến cái mức độ là mình cân đo đong đếm là gu hay cái gì đấy, nó chỉ đơn giản là nếu mà âm nhạc là nghệ thuật cần phải chạm đến tôi. Đấy, nên chị mới nói lâu khi bảo là quay về cái album 99 là nó chạm vào chị trước, và chị thấy album này hay trước khi chị nghe được lời. Lời ok đấy chứ, em thấy ok đấy chứ. Không, chị biết là album đấy là cũng phải 99% thật đúng không? 99%. Tại sao thế? Em nghĩ là tại xem 99. Thế thôi á. Này, kể cả cái 99, FC năm 99 nó cũng là một cái thứ mà cứ nửa thật nửa không thật nhá, đúng không? Tại vì trên mạng ấy có những người nói là em sinh năm 2001, xong rồi 2000, xong rồi đấy, chị vừa mới cãi nhau với bạn chị là vẫn còn cãi là sinh năm 2000. Chị không biết em sinh năm bao nhiêu. Tại sao chị lại biết? Công nhận. Khi mà trên Google có những vài kết quả, đúng không? Bây giờ á, chị nghĩ có không bao giờ có một cái phiên bản của sự thật hết. Sẽ có vài cái phiên bản của sự thật. Đúng. Bây giờ chị hỏi em này, để biến quay lại đây làm cuộc phỏng vấn. Ok. Đây, ok. Không phải chém gió. Đi quá xa rồi. Uống trà đá chém gió ấy. Đi quá xa. Trong tất cả các cái phiên bản của em ở trên mạng ấy, cái mà người ta hiểu lầm nhất về em là gì? Ngoài chuyện là em sinh năm 2001. Hiểu lầm nhất về em qua hành động hay là hiểu lầm nhất về em? Hình ảnh ở trên, hình ảnh của em với mọi người, trong mắt mọi người. Không phải người thân nhá, người thân thì không nói gì rồi. Khán giả đi, họ hay tưởng lầm điều gì nhất về em? Tùy từng đợt. Tùy nhiều đợt lắm. Có đợt là hiểu nhầm là em là một người, xin lỗi nói này hơi mất quan điểm, là mất dạy chẳng hạn. Đấy, là một thằng choai bồ láo. Nhưng mà khi gặp em ngoài đời thì thấy khác. Em không hiểu lắm. Bởi vì mình không thể phân tích được xem là trong đầu họ nghĩ cái gì. Mình chỉ thấy là họ nói như thế nên mình tiếp nhận cái thông tin đấy thôi. Xong rồi có một đợt em bị hiểu nhầm là suy, lụy tình. ok. Tí tưởng cái đấy là thật không phải à? Thực ra thì không hẳn. Thế à? Ok. Cái đấy chị tưởng như thế đấy. Thế à? Thế chị có tưởng cái trước không? Cái trước thì với chị là quan điểm, bởi vì chị có cảm giác nó liên quan đến đánh giá về hình thức và cách thể hiện.
Đúng. Tức là mình mà cứ thấy mà ai đấy hyper nhiều năng lượng, hoặc là ví dụ như chị hay bị nói là áp, bởi vì kiểu mặt chị mỗi lần nói cái gì trông chị kiểu chị bị resting bitch face, mặt chị căng nữa. Đấy thì nó là, nhưng mà nó là thuần là mình hiểu là nó là hình thức. Và người ta, chị chỉ ví dụ nhá, khi chị nghĩ cái gì thì chị có một cái xu hướng là mình nhìn lên trên thì bị nói là không coi hay coi thường người mình phỏng vấn, tại vì không nhìn vào mắt họ, hoặc là cười nhếch mép thì mình thỉnh thoảng nhớ mồm mình bị lệch, mình hay thì, hiểu không, nhưng mà nhưng mà ở Việt Nam mình nó có một cái bộ từ điển giao tiếp và người ta hay ghim vào đầu là cười nhếch mép nghĩa là khinh thường người khác, hay là không nhìn vào mắt người khác tức là coi thường người khác. Đấy thì ngược lại khi mà cái ví dụ như nói là trông em kiểu trai trai bố láo chẳng hạn, là người ta đang nhìn vào tóc của em, nhìn vào hình xăm của em, nhìn vào cách, tức là nó với chị thì cái đấy nó hơi ấu trĩ. Nhưng cái đoạn lệ tình thì bằng cái gì đấy chị có cảm giác như thế? Cảm giác đúng không? Em không biết nữa chị ạ. Hay là tại vì lúc mà em chia tay bạn gái cũ xong thì kiểu trông em buồn. Trông em buồn á? Đúng, tất nhiên là ai chia tay xong cũng buồn. Nhưng mà trông em buồn như nào? Ở cái bữa tiệc của 16 tip. Ôi hôm ấy em uống 2 chai rượu. Xong rồi em không biết lại về là cái gì. Còn gì? Ok. À phải vui mình uống đúng không? Thì đúng. À ok ok ok. Thế buồn thì uống mấy chai? Buồn không uống. À. Buồn là ngồi thiền định. Xem là mình buồn ở đâu. Mình tìm lý do, mình tìm cái gọi là gì? Vấn đề để mình giải quyết. Vì đàn ông là thế đúng không? Khi chúng ta thấy chúng ta đang không ổn, nghĩa là chúng ta đang có vấn đề. Và chúng ta có vấn đề, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta vẫn còn thấy không ổn, tức là chúng ta chưa giải quyết xong vấn đề, hoặc là chúng ta chưa ăn. Vấn đề là chính chúng ta. Có khi đấy, em nghĩ thế đấy. Chỉ thấy đàn ông hay bị đơn giản, hay nghĩ là kiểu vấn đề ra ngoài, nằm ngoài mình. Đúng. Đôi khi em cũng tự, có thể là một bước trưởng thành, tự nghĩ mình là một thằng trò. Chấp nhận cái đấy, chấp nhận mình không tốt, thì mình mới có thể sửa được những cái không tốt đấy của mình, thì mình trở thành một phiên bản tốt hơn, mặc dù là cũng chưa hoàn hảo đâu, không bao giờ có thể hoàn hảo được, nhưng mà như thế để cho mình tiếp tục hoàn thiện nhất có thể. Quay về chuyện lụy tình tí nhá, người ta hay nói là ai đấy say ấy thường không bao giờ nhận mình say hết. Thế thì em lụy. Thì ví dụ, chị ví dụ. Thì ví dụ em đang nói là mọi người tưởng em lụy nhưng mà thực ra em không lụy đâu. Thế nhỡ đâu em lại lụy thì sao? Chẳng qua em không muốn nhận là em lụy tình. Thì thực cả ra là cái album đấy, bọn em bằng lời nói của em luôn, em nói là tặng các cô người yêu cũ của tôi. Đúng. Kiểu we love you guys đúng không? Cả guys, cả méng nữa. Thì đúng. Thế tóm lại là có lụy tình hay không? Có vẻ là người lụy tình. Lụy thì em hít vào nhạc rồi. Em không muốn hình ảnh của em là một người lụy tình. Bởi vì tại sao? Em cảm thấy em không thích cái hình ảnh đấy. Khi mỗi khi mà mình xuất hiện thì mọi người bảo mình suy chẳng hạn. Nó cũng ảnh hưởng một phần đến tâm lý của mình chứ. Hôm nay mình tươi vãi chưởng. Thì bảo là suy. Nó nhiều đến mức mà mình kiểu hay là mình suy thật. Không, là gì câu chuyện đấy. Hay là gì thế, hay là gì? Đúng đúng, như thế đấy, em trả lời trước cho chị. Ok. Rồi tóm lại là không lụy. Tất nhiên là vẫn buồn. Nhưng mà buồn bao lâu? Buồn bao lâu? Có một cái định lượng cho nỗi buồn không? Chị ví dụ chị nhá, rất buồn nhưng mà chị có một định lượng cho nó. Chị tin là trong vòng 7 ngày mọi thứ sẽ qua hết. Tất nhiên là có thể cái nỗi đau mà mình đã từng trải qua trong đời mình nó vẫn còn ở mức khá là dễ chấp nhận. Còn mình cũng không biết là có những cái nỗi đau lớn sau này nó xảy ra đời mình, cái định lượng đó, nó phải nhiều hơn rất là nhiều thì mình không thể nói được. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như thế, em có là người sẽ có một cái định lượng, sẽ biết rằng là nếu một lúc tôi sẽ bước ra khỏi cái này. Hiện tại thì em đã bước qua khỏi cái này rồi. Còn cái định lượng thì nặng lầu phết rồi nè. Chắc chắn là bước qua rồi đúng không? Anh nhìn, đã ổn hơn em còn gì tích cực đúng không? Nhưng mà phụ nữ khi chia tay em thấy họ khác so với đàn ông khi chia tay.
phụ nữ khi chia tay họ thấy ok, sau khi đấy họ có thể đi gặp một người khác rất đơn giản. Nhưng đàn ông sau khi chia tay, nhất là với những cái cảnh nó quắn, thì họ sẽ mang cái gánh đấy theo, có khi là đến hết cuộc đời luôn, để làm bài học cho những lần sau. Thế là buồn cười đấy, vì phụ nữ nghĩ như thế về đàn ông. Thế yeah. Nó tạo ra một cái cuộc đua không cần thiết. Đúng, hai giới mà cứ làm như là xem là ai sẽ ổn trước. Ừ. Người kia hồi phục nhanh hơn là mình, lại thấy kiểu không được. Không được, nhiều khi mình đã hồi phục rồi nhưng mình lại cú, mình lại bị đau thương lại bởi vì người kia hồi phục nhanh hơn. Cũng thế. Thì thôi, câu chuyện tình yêu nó là chủ đề muôn thuở rồi, cho nghệ thuật và cho, nói chung là con người sống mà không yêu, không có tình yêu thì coi như là đang không sống. Được đấy. Nói to rồi đấy, bắt đầu là nói to hẳn luôn đấy. Ok, sau khi khép lại chủ đề tình yêu, chúng ta đến chủ đề khác. Còn chủ đề nào nữa ngoài tình yêu em quan tâm? Ui giời, hết rồi chứ. Đâu hết nào, được, từ từ em nghĩ, okay, okay. Sẵn sẵn văn. Chủ đề nào khác ngoài tình yêu? Được không nào? Cũng đúng, tình yêu bắt nguồn từ rất nhiều thứ đấy. Hầu hết mọi thứ luôn. Nhưng mà cũng để mà nói về nó thì miên man quá. Ok, thế còn hiểu lầm gì nữa không? Hiểu lầm về gì ạ? Về em, về... À. Ví dụ đấy có thể là một hiểu lầm, có thể là em... Có một cái hiểu lầm nào về chuyện là em sẽ chỉ hát và rap về yêu không? Không, album này thực ra em làm để tribute cho một bản thể cũ của em. Đấy là Ngơ. Chứ MCK chưa ra nhạc. Như nào? Nói tiếng Việt chị nghe nào. Đợi đi thì sẽ biết. Không, chị hiểu rồi. Nhưng mà đấy, quay về cái câu chuyện, chị thấy em có nhiều nickname đúng không? Mỗi cái đó, mỗi cái tên. Thế Ngơ là giai đoạn mới vào còn ngơ ngác này. Hình như có một cái idea gì sau cái chữ Ngơ đấy nữa đúng không? Không, chỉ thế thôi. Ok, được rồi. Thôi mình sẽ sống thật là nó chỉ thế thôi. Đúng, đúng. Nó chỉ thế thật, Ok. Thế nếu mà em gói cái Ngơ đấy, nhạc của cái nhân vật Ngơ đấy thì nó là như thế nào? Nếu em mô tả như một người bên ngoài. Ngơ hả? Ngơ là một kẻ chết vì tình yêu, dám chết vì tình yêu. Em không biết đấy là yếu hay là mạnh nữa, bởi vì thực sự cần rất nhiều can đảm để chết vì tình yêu. Nhưng mà với góc nhìn của đàn ông bây giờ thì chết vì tình yêu là một cái chết ngu ngốc. Tức là nó đẹp nhưng mà nó có đáng không thì không biết. Có nam tính độc hại trong này rồi đúng không, khi mình coi rằng là cái hình ảnh gì đấy không ổn, nếu mà hơi yếu một chút, hơi yêu đương một chút thì là không ổn. Nhưng mà thực ra là ok, dám chết vì tình yêu. Đấy, không biết là dũng cảm hay là... Chị nghĩ là dũng cảm. Yêu đương. Chị nghĩ là dũng cảm. Em cũng nghĩ là dũng cảm, nhưng em cũng đồng thời nghĩ là yêu đương. Dám chết vì tình yêu thì cũng phải dám sống vì tình yêu. Dám đấu tranh vì tình yêu thì em sẽ có một bản thể khác. Dám làm tất cả vì tình yêu, không chỉ riêng là chết. Cảm giác kiểu therapy section, right? Sâu sâu ạ. Và lúc 3 giờ chiều ngoài trời đổ lửa, nhưng mà tôi ở trong này kiểu tâm hồn mát dịu vì được rất là vui vì được là gọi là gì, điều trị cho bệnh nhân Tạ Thùy Minh. Tạ Thùy Minh. Rồi đùa đấy, em ra em không, hình như em có một chút năng lượng chữa lành, có thể thấy điều đấy. Hay được gọi cho tâm sự à? Hay là được như nào? Không. Không không à? Thế điều gì? Viết nhạc xong. À. Thì là mọi người cảm ơn. À. Cảm ơn rối rít luôn. Ừ. Em rất là cảm ơn anh, bởi vì sau khi nghe bản nhạc của anh, em từ cái người là gọi là bị trầm cảm, cái góc sâu thẳm nhất trong em. Em được như là truyền động lực. Để làm gì thì chưa biết. Nhưng mà đến đấy thôi, đọc đến đấy thôi đã được sướng rồi. Tan chảy rồi. Tuyệt vời. Có bao giờ nó là mục đích của em không? Em có một chút cảm giác là khi tôi viết ra
thì tôi sẽ nhận được những cái lời như vậy không? Thực ra là mục đích chỉ em chỉ muốn làm nghệ thuật đẹp nhất có thể thôi. Bởi vì thế giới nó đã màu xám rồi, không có đen và trắng mà. Nếu thế giới này chỉ có đen và trắng nghĩa là chúng ta đang sống thật. Còn thế giới này là màu xám thì em sẽ thêm màu vào đấy cho nó thành một bức tranh chẳng hạn. Thực ra chỉ có một cái câu này như là không phải là em mà là bạn Lốt Phạm nói là bọn em có một cái thói quen là hưởng thụ âm nhạc của chính mình chưa? Tiêu thụ hưởng thụ là lời của nhà báo à? Tiêu thụ âm nhạc của chính mình chưa? Đúng. Để mà làm, chị cảm giác đây là một sự một kiểu đặc quyền đấy nhá. Tại vì chị nghĩ cái tranh cãi giữa một người làm nghệ sĩ với khán giả nó cứ trở đi trở lại. Thế là của khán giả hay cho tôi? Còn bọn em thì dường như là có cái tuyên ngôn là tôi trước. Đúng không? Dân tộc thượng đẳng. Và cái lý thuyết tôi trước đấy, cái lý thuyết tiêu thụ âm nhạc, nghệ thuật của chính mình trước đấy, nó không có một lỗ hổng nào. Nó có bao giờ nó là bị đặt lên bàn cân không? Là nên cho khán giả tiêu thụ trước à? Hay là nghĩ đến khán giả một chút. Rất may là nhạc của mình được hưởng ứng. Nhưng cũng có những cái thứ nghệ thuật mà nó kiểu bặt thiệp, chả ai hiểu được, chả ai quan tâm. Đặt mình tiêu thụ sản phẩm của mình ở đây trước không có nghĩa là mình không đặt khán giả vào đấy. Mình luôn đặt mình vào khán giả thì mình mới hiểu được là mình đang nghe cái gì. Chứ mình không đặt mình là ồ tôi là một ông nghệ sĩ cực chất, tôi là thiên tài, thì lúc ấy là bị ngáo. Nhưng hỏi là khiếp, có mấy câu nói to ghê luôn. Có khi cái từ nó mạnh okay. To lên giật hết của mình. Ai đang rửa bát có khi là rơi cả bát ấy. Động từ mạnh mà chị Nếu mà động từ mạnh mà sử dụng nhẹ nhàng thì nó không đúng cách. Okay. Nghĩa là sử dụng ngôn từ. Ok. Không, chị cũng nghĩ là cái câu hỏi đấy nó chỉ là một câu hỏi móc thôi. Còn chị hiểu cái... Nhưng mà đấy, nó quay về cái chuyện đặc quyền. Đến cái lúc nào thì người nghệ sĩ có cái tự tin đấy nhỉ? Là mình làm ra một cái thứ mà thực ra cho được cả hai đối tượng, cho mình nữa và cho cả người khác nữa. Em có cảm nhận được cái đặc quyền đấy không? Sau khi... Nói này hơi chiêm tinh học tí nhưng mà... Chị là chòm sao gì nhỉ? Chị là Thiên Bình. Chị là Thiên Bình. Thiên Bình tháng mấy? Cái gì? Thiên Bình tháng mấy? Tháng 9. Tháng 9. 27 tháng 9. Ok, ok. An toàn. An toàn là sao? Không có gì. An toàn cho cái gì? Cho cháu không gì. Không thể nào mà thả một quả bom mà không giải quyết hậu quả. Tò mò đúng không? Nếu mà tò mò tôi thì an toàn không. Cái sự tò mò nó em cũng... hẹn chị số thứ 2 của hết ship có em. Bọn chị có show khác là Gen Di Truyền chuyên xem bài tarot. Em có thể tham gia chương trình đấy. Được, em sẽ tham gia chương trình đấy. Nhưng mà cũng là hơi chuyên tinh học một tí. Nhưng mà em với cả cô chính là người thuộc chòm sao song ngư, mang thiên hướng nghệ thuật và có những cái thấu cảm ấy, sự nhạy cảm và thấu cảm, tức là đặt mình vào vị trí người khác được. Không biết cái đấy là đặc ân hay là một lời nguyền, kiểu nó là hai lưỡi. Là mình cảm thấy cho người khác, mình cảm nhận được rõ người khác quá nên mình thấu cảm cho họ. Mà thấu cảm cho họ thì mình sẽ khó ghét họ, mình chỉ yêu họ thôi, mình thông cảm cho họ, mình hiểu cho họ. Thì nói chung là ít kẻ thù. Mặc dù là họ coi mình là kẻ thù nhưng mà mình cũng chả coi họ là kẻ thù được, cũng chả ghét ai được lâu. Cái đấy là cái lưỡi bị không được sử dụng nhiều. Còn lưỡi sử dụng nhiều là mình thấu cảm được cho họ, mình đặt được mình vào vị trí của họ thì mình sẽ biết là họ muốn gì. Họ muốn nghe cái gì. Tùy mình có muốn đáp ứng cái điều đấy không. Còn đặc quyền của người nghệ sĩ là được nghe trước, được sử dụng trước sản phẩm của mình. Nhưng mà phải sử dụng đến khi nào mà chán luôn rồi. Sử dụng đến khi nào mình cảm thấy là mình không thể hoàn thiện nó hơn được nữa, hoặc là có một cái deadline. Để sau khi đấy
khi mà bấm cái nút upload toàn bộ album lên trên mạng thì lúc đấy nó là của tất cả mọi người, nó không còn là của mình nữa. Mình không thả đi, đúng không? Đúng không? Nuôi con 18 tuổi rồi. Cút. Chị muốn hỏi một chút về cái chủ nghĩa hoàn hảo. Bọn em tiêu thụ âm nhạc của chính mình, nhưng mà nó cũng giống như là chị lâu lâu bật video của mình lên xong tự xem tự cười xong thấy nói câu này thông minh nhỉ đấy, nhưng mà đến một lúc thì mình sẽ, khi mình phải chỉnh sửa nó thì mình chán ngấy rồi đi. Bởi vì mình phải làm đi làm lại, mình nghe đi nghe lại cái đấy. Đúng. Thế những cái lúc đấy tâm lý bọn em sẽ như nào? Còn là đang tiêu thụ sản phẩm của chính mình không, hay là tôi là một người chế tác và tôi phải hoàn thành xong cái tác phẩm này? Đấy, cái đoạn đầu, cái đoạn sáng tác ấy, vui, rất là vui. Rất là... tôi nghe đoạn này phiêu. Đấy. Cả nửa sau, nửa phần là hoàn thiện ấy. Khi mà nghe đã trơn rồi, nghe đã nhờn rồi, nghe là anh em phải vỗ vai không? Ừ, hay đấy. Ừ. Nhưng mà thằng nào cũng thật sự là hay không? Homie nói thật đi. Đấy thì không phải là mình được tận hưởng cái bài nhạc đấy một cách 100% là mình thấy nó hay, rất là hay, mà là kiểu quality control. Mình xem mình nghe được đến đâu thì mình cảm thấy chán. Nghe hết một năm mà mình vẫn cảm thấy hay à? Ôi tuyệt vời, bài nhạc này hit. Nhưng mà cũng không biết được, bởi vì tai mình nó khác tai người khác mà. Không nhập tâm đến mức là tai mình là tai tất cả mọi người được. Bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời em giải thích bằng tín hiệu vũ trụ? Thực ra em, mỗi người đều có hai loại trí thông minh, là trí thông minh logic và trí thông minh gọi là đấy, luyên thuyên. Trí thông minh luyên thuyên á. Nhìn biển số xe á, 6886, đẹp. Cái em đầu thì hoặc là 4444, từ bất tử. Hoặc là 444, có cái gì đấy chuẩn bị thay đổi trong cuộc đời. Tuyệt vời. Nói chung là nghiên cứu về những con số xem mà nó nói gì với mình. Tức là em có nghiên cứu và em có, em dùng nó như thế nào trong cuộc sống của em. Nó có phải là cái vấn đề của thế hệ không? Tức là sao? Gen Z rất là tin vào các tín hiệu của vũ trụ. Gen Z nghe cũng là một cái gì đấy quá là chung. Nhưng mà khi mà chị nói với những người trẻ, các cái tín hiệu đến từ một cái gì đó, nó hơi cho thấy là người trẻ hơi mong manh với những cái quyết định của chính mình. Đúng. Cần phải vin vào một cái gì đấy lớn hơn mình để mà gọi là hợp lý hóa mọi thứ. Cũng đúng, rất đúng đấy. Em để ý em là một người tuy có rất nhiều trí thông minh logic, nhưng những quyết định em đưa ra, những quyết định lớn của cuộc đời em thường là không phải tín hiệu vũ trụ nha. Mà là thường là có những cái gut feeling nó bảo mình làm thế. Và em sẽ thường chọn cái gut feeling, đúng không? Cái đúng. Có bao giờ mà chọn một cách logic là lý trí không? Chính vì thế em mới thích đánh bạc. À không phải thích đánh bạc, mà là thích mạo hiểm mà. Cũng là từ đánh bạc, nhưng mà đánh bạc. Đúng rồi, không phải nghĩa là câu này bị cắt ra thì thật là cắt cái này đi. Sẽ xỏ lại. Đấy, thoải mái quá đấy. Bọc lại ngay. Thích gọi là mạo hiểm. Bởi vì khi tin vào gut feeling thì cảm giác là ok, để tao xem nhá, xem là đúng nhá. Như ván cược ấy. Nếu mà đúng thì vỡ òa, còn nếu mà không đúng thì tiếp tục đợi. Chị không biết những cái điều em nói vừa rồi có gây khó hiểu cho mọi người không, nhưng mà chị rất hiểu nhá. Cũng có thể là có thêm hai loại người. Người tin vào gut feeling, tức là có cái kiểu người là có nghĩ phải nghĩ chán chê cân đo đong đếm, nhưng mà bùng phát vẫn sẽ quyết định theo một cái gì đấy nó đấy. Còn chị mà cứ bị là nghĩ nhiều quá các thứ sẽ loạn, không, thậm chí không có một cái quyết định gì cả. Đúng. Nhưng mà có những thứ trong tích tắc một phát là quyết định luôn. Nó sẽ, thực ra nó hơi bản năng. Đúng rồi. Cái đấy là cái gần với mình nhất. Em nghĩ gut feeling là bản năng. Tức là mình luôn biết câu trả lời là gì rồi. Qua mình có cái gan để mình đưa ra phương án đấy không? Lựa chọn đấy không? Chị sẽ phải hỏi một thứ. Đấy là trong Logi có viết một cái câu,
Em có biết cái câu đấy trong cái simple cipher gì ấy nhỉ? Câu gì ạ? Mà nói về cái gì để căng cả một cái context, cả một cái bài, có một cái đoạn rap, nhưng mà có một cái câu là căng hơn cả anti-fan của MCK lên cơn. Em hỏi em hỏi. Có một cái gì đấy giữa em và các anti-fan không? Em không biết. Em có bị cảm giác làm nghề này em có nhiều haters không? Có chứ. Em nhiều lắm. Nhưng mà người ủng hộ em đông không kém. Nên mình thấy nếu mà thế thì là cân bằng, cân bằng thì tuyệt vời. Đấy là vũ trụ rồi. Đấy là tự nhiên, là tạo hóa. Nhưng có vất vả cho em khi thỉnh thoảng sẽ phải đối mặt với những cái comment rất là negative, rất là kiểu đen tối, rất là hay đấy, những cái hiểu lầm nó kiểu như có thể, cái cảm giác của em khi phải deal với những chuyện đấy như nào? Thực ra em không mong manh đến mức độ đấy đúng không? Chị không biết. Đôi khi mình sẽ lấy cái đấy làm động lực. Đôi khi mình lấy cái đấy để reflect bản thân mình, xem cái gì trigger mình, thì tức là mình đang bị thiếu ở đấy. Đôi khi mình sẽ lấy cái đấy làm trò cười, bởi vì là công nhận nhiều lúc là cũng vui. Nhưng bây giờ thì không thấy nó vui đến mức như thế nữa. Hồi trước em sẽ chửi nhau luôn với cả cho nó vui ấy, bởi vì là rảnh rỗi ấy, thì mình không có việc gì làm. Không gì làm thì mình sẽ tạo một cái trò gì đấy ra để nghịch. Nhưng mà đấy, chỉ cần là không động vào thứ nhất, danh dự, tiền bạc, gia đình, là ok, bạn muốn chửi tôi nào cũng được. Bởi vì đấy là góc nhìn của bạn, tôi không có quyền làm gì bạn cả. Bạn muốn nói gì tôi cũng được. Tôi ok. Tôi ok mà. Thì đấy là sau khi em đã hiểu được cái cách vận hành của mạng xã hội. Có lâu không? Có lâu để hiểu cái điều đấy không? Chắc mất phải 1 năm rưỡi. Bởi vì từ sau khi rap Việt là một cái gì đấy nó như là một cái bệ phóng, tên lửa bay lên tách piu, lên tách piu. Em lại còn làm đúng kiểu cấu trúc của nó luôn ấy, đúng không? Từng cái đuôi nó rơi xuống, nó lên ở đây rồi. Khi mà mình lơ lửng ở đây thì mình thấy lạ quá, nhiều hành tinh khác nhìn vào mình nhiều hành tinh bắn tín hiệu với mình, bảo mày đây làm gì, mày là ai, sao mày lại có hình dạng này, đáng lẽ mày phải hình tròn giống tao, sao mày lại có đầu tên lửa, mày lại di chuyển được, các cậu đang còn là đang quay quỹ đạo từng này ngày, vẫn 365 ngày vẫn quay từng ấy vòng, sao mày bay được, sao mày tự do thế. Thì lúc ấy mình cũng không hiểu gì cả, không hiểu sao cái nguồn năng lượng tiêu cực nó đến mình, xong mình kiểu mình bị ngốc nghếch, mình cứ bắn tín hiệu lại cho họ, tại mày. Xong rồi chính vì bắn tín hiệu lại cho họ nên là mình lại càng nhận thêm những cái tín hiệu khác từ những hành tinh bạn bè của họ, ở homie có một cái gang riêng, cái những hành tinh đứng yên hoặc là những hành tinh xoay liên thiên. Đấy, mình nhận ra là thực sự mình bay đến đây mình có trách nhiệm và nghĩa vụ là đi khám phá mọi thứ. Mình không có nghĩa vụ phải bắn tín hiệu đến hành tinh nào cả. Mình bắn tín hiệu đến hành tinh nào mình cần sự trợ giúp, mình muốn sự trợ giúp thì mình bắn, hoặc là mình muốn khen ngợi thì mình bắn. Nhớ làm bạn. Còn những hành tinh nào tiêu cực thì thôi xin lỗi. Đạo được. Chị, nếu mà bạn đang theo dõi Helpship và đã từng theo dõi nhiều tập thì sẽ thấy đây là cái câu hỏi chị rất hay hỏi mọi người về cái việc là deal với cái năng lượng tiêu cực từ mạng xã hội hay là từ cái thế giới xung quanh mình. Chị chưa thấy ai mô tả cái cảm giác đấy đẹp như em vừa mô tả. Thì em nghĩ trước rồi ạ. Không. Em có hay nghĩ về cái việc đấy không, hay bây giờ đến đây mình nghĩ? Em là một người sống trong khoảnh khắc. Em tôn trọng khoảnh khắc. Nên em, và đúng, em là một người nghĩ nhiều, em có hiện cảnh trong đầu nhưng mà không sâu đến mức này. Thế nó như một cuộc dạo chơi, như một cái đầu tiên lửa. Tôi không việc gì phải làm một hành tinh ở đây. Điều đấy có nghĩa là đến lúc nó sẽ đi xuống à? Chị biết cái cảm giác của việc là thỉnh thoảng mình
là một kiểu người khác, mình là một cá thể khác. Mình không thể cố gắng đứng về những phía những người khác mình được, bởi vì họ không bao giờ hiểu mình và mình cũng không bao giờ hiểu họ. Mình chỉ sống hòa bình thôi, đúng không? Cái cảm giác đấy là cái cảm giác mà thực ra sẽ có nhiều người cảm giác cái, có cái chung cái cảm giác này. Nếu mà bạn chỉ cần không bị nâm vì là ai đấy cứ bảo là bạn phải trở thành hành tinh thì bạn sẽ đều cảm nhận cái cảm giác này. Đấy là cái cảm giác sống thật đấy, là tôi như này đấy, và chính tôi chấp nhận tôi, tại sao bạn không chấp nhận tôi đấy. Nhưng mà nếu mà đặt trong cái mình sẽ mãi như thế này, mình sẽ coi mọi thứ là cuộc dạo chơi, hay là nếu mình lúc một lúc mình sẽ phải biến thành một hành tinh nhỉ? Em nghĩ là tên lửa làm sao biến thành hành tinh. Tên lửa nó là đấy, nó đáp xuống hành tinh, nó bảo là ấy cho xin tí xăng xong đi tiếp à? Xong rồi một là đi tiếp, hai là thế là biến thành hành tinh rồi đấy. Hoặc thằng này, hoặc là trong phim Avatar. This woman wise. Damn. Damn. Yeah. You wise. You wise. Thế là hết rồi. Hold on. Em có những giấc mơ chứ, giấc mơ về việc mình sẽ chạm lên đỉnh cao nhất. Xong rồi mình ngã xuống, mình tự ngã, mình ngã để cho mọi người biết là tao ngã, mọi thứ tôi quyết định, đúng không? Tôi ngã xong tôi lại đi lên tiếp đỉnh cao hơn đỉnh đấy, để chỉ để chứng minh là tôi làm được. Nhưng mà thế thì cũng không có ý nghĩa gì lắm nha. Không, tại sao không? Chắc chị thấy ý nghĩa là gì? Chị thấy có vài những cái định mức ở trong cuộc sống của mình, bố mẹ mình hay là những người xung quanh mình sẽ hay nhìn thấy định mức thành công được đo bằng tiền bạc và danh vọng. Nhưng mà chị thấy có một cái định mức khác trong cuộc sống mình nên vươn tới. Đấy là một cái cảm giác như em nói mình làm được. Cái kiểu định mức này nó rất là khó thỏa mãn. Đúng. Bởi vì là nếu mình đo bằng tiền thì ok, ví dụ người ta hay nói là net worth kiểu như là 1 triệu đô thì là người giàu, đúng không? Ví dụ thế. Đúng. Chị học với một ngân hàng, mọi người sẽ nói là có một cái nhóm người là có từ bao nhiêu, 1 tỷ bao nhiêu đến 2-3 tỷ thì là nhóm người siêu giàu. Private, tức là một cái kiểu account private. Còn trước đấy là nhóm người hơi giàu thì là nhóm người inspire, ví dụ thế. Thì những cái đấy nó đều chia hạng được. Thế nhưng mà cái mà tôi tin là tôi làm được, mục tiêu của tôi là định ra một cái này và tôi làm được, cũng là một thứ đáng để làm chứ. Nhưng mà nếu mà để nhìn xa hơn, cả đời chỉ đi chứng minh thì cũng mệt. Nếu mà thực sự em sắp tới em có một chuyến đi Tây Tạng, đi tìm về cội nguồn của Phật giáo, để tìm hiểu sâu hơn về bản ngã của mình, xem mình là ai. Và khi mình biết mình là ai rồi thì em nghĩ là mình không cần phải chứng minh gì nữa, bởi vì mình là mình. Nếu mình thực sự biết mình là mình thì không gì để chứng minh, không chứng minh cho ai. Thì khác nhau ở điều là có thể chúng ta vẫn làm những việc đấy, nhưng cái việc đấy cho ai? Còn chị hiểu đúng. Cái version em đang nghĩ là em vẫn đang có, khi mà trèo lên cái đỉnh thì thực ra nó đã có khán giả. Trèo lên cái đỉnh để mà nhìn xuống khán giả nó rất khác với việc là em độc hành trong một cái chuyến đi, em trèo lên một cái đỉnh và chỉ có em ở đấy. Chỉ cái sự sung sướng ấy chị em hưởng. Em nghĩ gì về sự cô độc? Sự em cô có độc nghĩ à? Là sẽ có những cái quan điểm. Thực ra cái quan điểm này đến từ thường là những người tu hành nhá. Tại vì em nhắc đến Tây Tạng thì ví dụ chị có một cái show với thầy Minh Niệm. Đúng, em rất thích thầy Minh Niệm nhưng mà em chưa xem. Thì thầy còn nói đến một cái ý là thầy đã có một cái cảm giác là thầy phải chọn con đường cô độc để mà có thể đạt được đến một cái tỉnh thức ở trong đầu của mình. Thì nó là một dạng kiểu cảm giác. Đấy. Ngược lại khoa học cũng chứng minh là con người ta lúc nào cũng phải sống có cộng đồng. Tại vì mình sống riêng, mình cảm thấy cô độc, mình cảm thấy nó trở thành một cái căn bệnh, nó có thể giết chết mình. Đấy, thì chị không biết là khi mình di chuyển, rõ ràng mình bảo là cuộc sống này là màu xám, nó di chuyển giữa trắng đen, không thể nào mà mình có hoàn toàn cô độc được, nhưng mà mình cũng không hoàn toàn hòa nhập được với cộng đồng. Đấy. Thì chị không biết là cái em có bao giờ cảm thấy cô độc trong cái hành trình đi lên cái đỉnh của mình không?
em chưa biết em lên đỉnh chưa. Còn cô độc hay không thì tất nhiên là vẫn luôn cô độc trong tiềm thức. Ý là nói thế này thì cũng miên man quá, nhưng mà ở trong đầu vẫn luôn cảm thấy cô đơn, vì chắc chắn rồi sẽ chẳng ai hiểu được cho mình bằng mình, mà đến chính mình cũng chưa hiểu được cho mình nữa thì ai sẽ là người hiểu được cái bộ óc này. Và đúng, thế minh nghiệm, em nghĩ là thế minh nghiệm đó rất đúng. Bởi vì để ý mà xem, tất cả những người khôn ngoan, những người wise, thường là họ cô đơn, thường họ không nói. Một nốt lặng trong cuộc phỏng vấn. Ai cũng là muốn là người khôn ngoan đúng không? Ai cũng muốn ít nói đấy. Nhưng mà cái cộng đồng em đang chơi nhạc thì mình cũng không thể gọi nó là cộng đồng của những người cô độc được, đúng không? Đúng. Theo em nhìn nhận sâu rap Việt với tư cách là người sống ở trong cái thế giới này, nó đang thế nào? Nó đi lên hay đi xuống? Rap Việt ạ? Cộng đồng hip hop Việt. Ui, em để mà nói nhá, để mà nói câu chuyện nhá. Em thấy em không hip hop lắm. Thế à? Em như nào? Em bình thường, em làm nhạc. Em cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam. Nói chung, cái điều gì của hip hop khiến em không muốn nhận hip hop lắm? Không, mình thì luôn muốn nhận rồi. Nhưng người ta không nhận mình à? Người ta nhận mình đấy. Nói chung là đấy, bây giờ nói về câu chuyện là tình yêu đơn phương. Lạ nhỉ? Nhưng mà ví dụ như với khán giả thì chị nghĩ là đương nhiên mà. Đương nhiên là em là hip hop. Có những hoặc là hip hop thì thực ra hip hop ở Việt Nam mình cũng sẽ gọi nó là gì vậy? Nó là nhiều thứ trong đấy, nó đâu có phải là rap only đúng không? Nó là một cái cảm giác, nó là một cái cộng đồng. Nó có một cái bước chuyển rất là mạnh từ underground, tất nhiên là đến có một cái cuộc thi nó làm cho mọi thứ được phổ cập. Nhưng mà nó có cái sự dịch chuyển rõ ràng của cái cộng đồng đấy. Để mà nói là câu chuyện hip hop một văn hóa vay mượn thì ai có thể thực sự nói tôi hip hop, vì cũng là văn hóa được ảnh hưởng từ nước ngoài truyền về đây thôi mà. Em phải sang Mỹ đã, em sống ở đấy đã, sống cùng với cả những người bạn Mỹ da màu để hiểu thêm về văn hóa hip hop thì em mới hiểu. Chắc là lúc đấy mới hiểu hip hop là gì, vì không được đẻ ra trong môi trường hip hop đâu. Còn bây giờ em chỉ nhận em là người làm nhạc. Em cống hiến những nốt nhạc hay trong cuộc đời. Em biết rap. Rap thì có phải hip hop không thì không biết, cái đấy là tùy khán giả. Tôi thì nếu mà mô tả cái màu âm nhạc của em và kiểu đồng đội em và em hướng tới, tất nhiên có thể cái chữ hip hop nó to, nó hơi cồng kềnh. Hơi cồng kềnh. Bây giờ ai cũng hip hop. Mình cũng thôi các bạn hip hop đi, mình không hip hop đâu vậy. Nhưng nó có bị như em nói cái đơn phương, em có bị đánh giá nếu mà em kiểu trong cộng đồng em có bị đánh giá là ô MCK không hip hop lắm, mày không đủ chất hay cái gì lắm không? Có bị những cái như thế không? Có những comment. Mình đọc xong cũng gặp nếu mà như thế thì công nhận là tôi không hip hop. Vì văn hóa da đen, da màu ở Mỹ rất khác với văn hóa Việt Nam. Nên là nếu Việt Nam thực sự mà học theo copy 100% y nguyên văn hóa da màu thì giới trẻ loa cầm súng bắn nhau băng 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 băng. Nhiều cái bất cập. Thế màu âm nhạc của em có thể mô tả sẽ là gì dành cho ai? Dành cho những người yêu nét đẹp trong nghệ thuật. Những người yêu những cặp vần ba đan vào nhau như thế. Thôi, anh em bỏ câu chuyện hip hop đi. Bỏ hip hop qua bên, để cho những người xem tự phân tích. Không nói thêm về vấn đề hip hop nữa. Kệ hip hop đi. Ok. Có một cái giai đoạn em, mọi người cứ ầm ĩ là cái vụ Hà Anh Tuấn này, Hà Anh Tuấn thì của em là như nào này? Chị thì thân với Hành Tuấn lắm này em. Thế ạ? Anh Tuấn có bán thuốc lào không? Không.
Có một đợt em phỏng vấn ở Billboard, là em bảo là hỏi là phong cách tiếp theo của bạn trong năm tiếp theo của bạn là gì. Mình thực ra lúc em cũng chưa biết là anh Tuấn thích bài tháng tư là lời nói dối của em. Líu rồi vào. Tôi bảo là ừ, mình theo phong cách hai anh Tuấn. Xong rồi nhiều meme cực, nhiều meme cực, rất nhiều meme về cái chủ đề đấy. Nhưng em có kiểu nghiêm túc về việc là cái hình ảnh tiếp theo của em sẽ trông kiểu, thôi chị tạm dịch, trông kiểu chỉn chu lịch lãm à, hay như nào? Không, em không. Thế là như nào? Thế ý của em là tín tín hiệu vũ trụ ấy. Dạ mà. Bao nhiêu? Tín hiệu vũ trụ. Ừ. Là nó bắt em làm gì? Là sẽ chỉn chu lịch lãm à? Hay là thế à? Sau đây em sẽ như thế à? Không, sau đấy khác, em xong đợt đấy rồi. À, có một cái giai đoạn đấy à? Chỉn chu lịch lãm à? Đúng. À thế à? Giai đoạn vừa sâu sâu vừa rồi trên nghìn chín là trông cũng kiểu tóc tai vuốt vuốt đẹp dài. À thế à? Mà xong đã xong rồi, giai đoạn thì ngắn thế. Tức là bây giờ đã hấp thụ được cái phần đó, cái vẻ đẹp đấy rồi. Xong, xong. Next. Không phải là vứt đi, mà là mình sẽ tiếp tục lấy thêm những nguyên tố khác. Để mình bồi đắp thêm vào. Tất nhiên là vẫn bảnh rồi. Vẫn bảnh dai, vẫn đẹp dai. Nhưng mà có nhiều yếu tố hơn để tăng cái phần bảnh đấy lên. Có thể thêm yếu tố hip hop vào chẳng hạn. Thôi bỏ hip hop đi, sang một bên đi. Đã gạt sang rồi. Chị biết là có một cái em nói là thực ra chị có cơ hội nói chuyện một chút với team của em là sau cái nó giống như một hơi giống một cái cảm cái album nó đến đúng không? Và thực ra chị thấy nó rất là thành công và hiệu ứng nó rất là tốt. Nhưng mà người trong cuộc thấy thế nào? Nó là như thế nào với em? Khi ra một cái album mà kiểu như là hầu hết là mọi người nói rất nhiều đúng không? Xong rồi em có một lễ tốt nghiệp với bố mẹ, cái buổi ra mắt xong rồi rồi bố mẹ đi cùng. Cái đêm đấy chị không được có mặt ở đấy, nhưng mà nhìn những cái bức ảnh thì chị cũng cảm giác cái năng lượng rất là tốt hôm đấy. Cái cảm giác của em trong cái từ lúc ra mắt album đến bây giờ như thế nào? Từ lúc ra mắt album vào ngày 2/3 hôm nay là sinh nhật em. Sinh nhật em nói chung là một chuyến tàu lượn cảm xúc. Tàu lượn siêu tốc. Tại sao? Lý do tránh nói. Không nói lý do. Em nghĩ ai biết không? Ý là em làm cái album này với team của em làm một thời gian rất dài, không nghỉ luôn. Tức là bất kỳ cái khoảng thời gian là mình định là ừ, tôi sẽ nghỉ ở khoảng này thì sẽ ngay lập tức có một cái gì đấy thế vào đấy để cho mình phải tiếp tục làm việc đến tận bây giờ luôn, đến tận hết con show ngày 17/3 đấy. Xong rồi có những cái việc sự kiện rất là lặt vặt xảy ra để cho mình có thêm áp lực cái sao ấy. Như là kiểu thử mình, kiểu khi mà mình bị nhiều stress quá thì mình không thực sự cảm nhận được cái cảm xúc đấy một cách trọn vẹn nhất. Có cái lúc hát bài cuối cùng ở trên 1009 thì lúc ấy là suýt khóc, lau nhẹ đi những giọt nước mắt. Thực ra là chưa chảy ra đâu. Có cảm giác sắp ra. Và lúc đấy, ngay lúc cái lúc bài hát đấy thì là rất xúc động, kiểu là tất cả mọi thứ mình cố gắng nó đều được đền đáp vào lúc đấy rồi. Cái giây phút đấy thôi, chính cái tích tắc đấy, khi mà mọi người đều đồng thanh hát cái đấy, nghĩa là ôi đáng ấy chứ. Cái tích tắc thôi nhé. Và là chuẩn bị 2 tuần hơn cho 30 phút thì là không đúng, bởi vì là nó cứ lên dần để đạt được một cái tích tắc đấy. Như kiểu là nói thì hơi bậy, nhưng mà nó như kiểu là đấy, đạt được cái lên cái đỉnh núi đấy. Thì mình thấy có đáng không? Đáng. Làm lại không? Làm lại. Sướng không? Sướng. Có khi cuộc đời người nghệ sĩ chỉ cần đi tìm những cái giây phút đấy thôi. Nhưng mà sau đấy thì lại là một khoảng lặng, nghĩa là một cái chết trắng. Khi mà mọi người đi hết rồi thì mình cảm thấy là bình thường. May mà lúc ấy lên Lenin thì là anh em vẫn còn ở đấy, là ôi hóa ra là
có bạn bè là để như thế, là để có những người ăn mừng cùng mình, có những người trân trọng và chia sẻ khoảnh khắc đấy cùng mình. Yeah, tuyệt vời. Nhận ra nhiều thứ, bao nhiêu bao. Nhưng mà câu hỏi là gì ạ? Em quên mất câu hỏi. Không phải là gì nhỉ? Chị cũng quên luôn. Chị cũng hỏi về chị hỏi là cái cảm giác thôi. Cảm giác là như thế nào trong cái giai đoạn vừa rồi? Nhưng mà những cái lúc vừa qua thì em có phải nghĩ đến chuyện là phải nghỉ nữa không? Chị nhá, chị chỉ suy nghĩ thôi. Như em nói, cuộc đời của người nghệ sĩ là đi tìm những cái khoảnh khắc như vậy, những cái cho thấy là tất cả những cái công sức của mình, những cái vất vả của mình là đáng. Nhưng cũng thường nối tiếp theo cái suy nghĩ đấy là việc là tôi làm tiếp chứ, tôi đang được mà, đang thời của tôi mà. Tại sao lại là cái suy nghĩ là mình phải nghỉ một chút? Mệt. Mệt nữa. Rồi ôi, đấy. Hò minh họa. Hò thật. Mệt. Thực sự là các bạn sẽ biết lúc nào là lúc để nghỉ, khi mà cơ thể các bạn lên tiếng. Như các bạn nhìn vào gương buổi sáng dậy, nhìn vào gương, ui, who that monkey? Ai kia? Thằng dơ xương kia là ai? Tại sao nó lại ở trong nhà tôi? Không phải hai anh Tuấn nữa không? Mà mất. Mất. Gọi là I lost it. Sau nhận ra là ô, muốn làm tiếp thì phải có gì? Sức khỏe, có sức khỏe, có tất cả lại quay về bài học. Đấy, nhận ra thì mình phải nghỉ. Nghỉ để mình hồi phục sức khỏe. Bởi vì cơ thể này nó giống như một cái đầu dẫn ấy. Đầu dẫn để phát năng lượng. Nếu cơ thể này không khỏe mạnh thì nó chỉ là cái đầu dẫn bạc rồi, không thể nào mà nó nhạy như cái đầu dẫn vàng được. Đấy, mình phải upgrade cái cơ thể này lên thành cái đầu dẫn vàng. Rồi lúc ấy năng lượng khi mà mình tỏa ra nó sẽ là Cái này chị cũng rất thích nhá, vì nó khác với những quan điểm thời của chị. Chị nghĩ là đến thời bọn em, mọi người bắt đầu quan tâm đến cái cân bằng này. Cái việc là tôi không phải, tức là cái ý thức về việc là nếu tôi burn out thì sao, và tôi sống cái cuộc sống cho cả tôi nữa, chứ không phải là cho một cái mục đích nó phía ngoài của mình. Đúng rồi. Nên cái lùi lại, nghỉ một chút này. Thì chị, thực ra chị rất là ủng hộ việc đấy, thành ra chị chỉ hỏi thôi, chứ còn không phải là chị kiểu phê bình hay có ý kiến gì hết. À vâng. Ừ. Thế em rất là cảm ơn chị Thúy Minh là hiểu cho bọn em. Nhưng mà có thể có một cái gì đấy nó ở phía bên trong, có thể nó là sự tự tin. Tại vì một cái lý do mà đôi khi người ta đang ở trong một cái vầng hào quang, người ta cứ phải muốn cháy mãi ấy, là bởi vì người ta sợ rằng là Mất hết. Đấy thì đấy, chị muốn tìm hiểu cái sự tự tin ở đây. Rõ ràng là em vẫn, cái điều gì đấy khiến cho em tin rằng là mình trèo lên một cái đỉnh núi, có thể mình xuống, xong mình sẽ lại trèo tiếp. Và nó, cái này nó đòi hỏi một cái nhận thức đi nhá, đúng không? Tại vì mình không biết được điều đấy, đúng không? Đúng, mình sẽ không bao giờ biết. Em nghĩ là mỗi nghệ sĩ họ đều có cái đấy trong đầu là không biết bao giờ thì mình hết thời nhỉ. Nhưng mà nếu mà sống trong cái đấy thì mệt lắm. Thôi, em cũng không biết tại sao em tự tin như thế nữa. Không biết à? Không biết. Em chỉ cảm thấy thế thôi. Em cảm thấy là cho dù có như nào, cho dù tao có ngã xuống, ngã ra đấy, nhoe nhoét ra đấy 100 lần, 1000 lần đi chăng nữa, thì chính tao, chính đôi chân này, tao sẽ đi lại lên, và tao đi cao hơn nữa. Thì tội gì tao không ngã. Thử đi cho cậu, cậu cho biết. Cậu. Rồi nhắc được một, khi nói đến cậu là có một chữ cậu khác này. Nhớ chưa? Có nhớ không? Em bọn em cậu, hay đùa. Cậu nói thế bao giờ nào? Đùa thân mật là như thế. Không phải là tự cao tự đại đâu. Có phần trong đấy, nhưng mà là thân mật, thường là câu đùa. Thì câu thân mật cậu có nói thế đâu này, cậu có nói thế bao giờ này. Chị thấy ngay cái thời điểm mình phỏng vấn thì nó chỉ cần hôm qua hôm kia thôi. Có thể đến lúc phát thì mọi người phải research lại một chút. Chị có cảm giác cũng vừa rồi chị trò chuyện là cái mối quan hệ giữa truyền thông và nghệ sĩ ấy, nó có một chút thay đổi. Hồi xưa là đôi bạn song hành, một người nổi tiếng thì cũng phải chăm sóc truyền thông,
Còn bây giờ thì nghệ sĩ lên và nói là tôi không hề nói thế ở trong bài phỏng vấn này. Nó cũng là một sự tự tin đấy. Chắc là chỉ có em như thế thôi sao ấy. Em thấy là ừ, chỉ có mỗi em ngoạc cái mồm của em ra thôi. Thật. Đấy có phải lóe một chút là tôi phải sống thật đoạn này không? Tôi. Nhưng mà đúng chị ạ. Đôi khi có những cái chạm đến cái dây thần kinh là ta phải làm thế. Đấy. Em muốn đọc cái tin cù vào, nếu ta không làm cái này thì mọi chuyện sẽ đi xa hơn. Ta chỉ làm cái này để cho mọi chuyện được về vị trí ban đầu, đúng quỹ đạo của nó. Thế thôi, ta đang bảo vệ bản thân ta. Cái lý do là như thế. Còn tất nhiên có nhiều cách để hành xử một cách thông minh hơn, ngoan hơn, được lòng nhiều người hơn. Nhưng mà không, em chọn cách đấy. Bởi vì nếu không phải em thì chắc không ai khác. Chị hoan nghênh cái điều đấy. Chị nghĩ là một trong những cái điều quan trọng của tính báo chí là sự thật. Tuy nhiên bây giờ chị sẽ nhờ em giải thích hai phiên bản mà truyền thông ở Mỹ 2-3 ngày qua. Một cái phiên bản chắc là phải quote chính xác nhỉ. Một cái phiên bản em có thuộc không? Phiên bản là... Phiên bản là cái gì mà bài hát của Tờ Linh là 1% khuyết thiếu của album 99% của tôi. Đấy có phải phiên bản mà nó được lan truyền không? Đúng. Ừ. Xong có thêm một phiên bản nữa đấy. Ừ, là gì? Là chìm sâu và va vào giai điệu này. À, là hai bài tôi yêu thích nhất. Đúng rồi. Ừ. Đấy, bởi vì cái phiên bản thứ hai đấy đấy. Nên là em bảo, nếu mà đã có phiên bản thứ nhất rồi, có cả phiên bản thứ hai rồi thì bao giờ mới đến là nhà xuất bản sự thật vào việc. Ừ. Thì đúng, chính là lúc này. Need it the right time. Ừ. To do the thing. Ừ. Có thể do the shit. Ừ. To make everybody understand. Ừ. Thôi được rồi. Ừ. Don't play with me. Lỗi ở đây là ai? Lỗi ở đây là ai ạ? Khoan nói đến việc là chúng ta trong một cái cuộc phỏng vấn, chúng ta trò chuyện thỉnh thoảng, chị cũng có thể hiểu sai bét ý của em cũng hiểu sai bét câu hỏi của chị, ví dụ đúng không? Đấy là một cái lỗi rất là dễ nhìn thấy. Có một cái lỗi thứ hai nữa là sau khi mà chúng ta đã trò chuyện xong rồi, ví dụ cái phiên bản podcast này thì phần lớn mọi người sẽ thấy là chúng mình không có cắt dựng lại, thì nó ở đấy đúng không? Thành ra nó có một cái lỗi thứ hai là về mang cái đống dữ liệu đấy theo trí nhớ của mình lắp lại, cắt cái này kia, tự dưng nó thành một cái phiên bản mới. Tuy nhiên có một cái lỗi thứ ba mà chị cảm giác nó là cái thế giới mình đang sống trong ngày nay, là nó được quote rất là ngắn gọn trong một bức ảnh trên một cái trang mạng xã hội, trong cái group cộng đồng. Ừ. Và nó được lan truyền tại vì cái format đấy rất là dễ lan truyền. Đấy thì em nhìn thấy cái đây lỗi là ở đâu? Hiện tại em có thể không được nói thẳng ra luôn, nhưng theo góc nhìn của em, mỗi người chúng ta đều đang biết là mình đang làm gì, hậu quả như thế nào, ảnh hưởng đến ai. Thế nên những hành động được coi là vô trách nhiệm đấy, hoặc là hiểu sai ý đấy, nó có thực sự là như thế không thì em không chắc. Bởi vì khi em chẳng hạn, em viết một cái gì đấy, em cũng phải suy đi tính lại rất nhiều lần. Thế thôi. Ừ, ok quá, nhìn thẳng máy quay nói chuyện như một tuyên ngôn. Chị muốn hỏi thêm một thứ liên đới. Ừ. Ngày nay mình sống trong một cái, tức là bọn em có một cái fanbase rất là riêng. Chị có so sánh một chút là ví dụ hồi xưa để mà ra được một cái album, người ta phải có họp báo, thường mới lớp đệm ở giữa. Nếu không có một cái cuộc họp báo thì hầu như công chúng sẽ không biết. Ừ. Nhưng bây giờ bọn em quyết định là 8 giờ tối của ngày mùng 2 tháng 3 tôi upload cứ mỗi phút một bài hát, ví dụ thế. Ừ. Đấy là một cái cuộc họp báo của bọn em. Tức là bọn em đã bỏ đi cả một cái event ở giữa. Đúng không? Thì giống như là ngày nay để mà nghệ sĩ đến được với khán giả gần như có thể không cần một cái lớp filter nào nữa. Đúng. Và cái đấy là cái, thành ra cái mà em vừa nói, nhìn máy quay nói, có thể nó là một
kiểu movement, nó một cái, nó là một cái bước đi của các nghệ sĩ thời mới. Bọn em cứ thế độc lập với khán giả của mình. Thế có cần một cái người thứ ba, một cái watchman, một cái gì đấy quan sát mối quan hệ giữa bọn em và khán giả không? Theo quan điểm cá nhân, góc nhìn cá nhân của em thì không cần thiết. Trừ khi, trừ khi, chị cũng có một chữ trừ khi vào đây, em nói trước. Chị trước. Ok. Ra chiêu. Trừ khi, cái này chị đau đáu nhiều năm rồi, tại vì chị cũng share là chị làm báo nhiều năm trước. Trừ khi là báo chí và truyền thông đóng vai trò nhà phê bình. Ví dụ nếu chị không thấy album của em hay, chị không giờ mời em have a sip hết. Bởi vì chị nghĩ là nó là một kiểu chị công nhận với tư cách là, hoặc là Vietcetera công nhận, đúng không? Bọn chị đã từng nói không với nhiều nghệ sĩ khi mà thấy sản phẩm của họ không tốt. Và chị không bao giờ muốn là một kênh PR cho một cái dự án âm nhạc nào đấy. Đúng không? Thì giờ quay về cái câu chuyện là Ok. Tự dưng lúc đấy thì báo chí sẽ thành một cái kiềng ba chân. Lúc đấy nó mới vững. Đúng. Từ trước đến nay là báo chí bị giống với khán giả và giúp cho nghệ sĩ phục vụ cái mục đích tương tự với khán giả. Là càng nhiều người biết đến sản phẩm của tôi càng tốt. Hơi thiếu cái chân thứ ba là góc nhìn khách quan. Tôi nói là bài này rất dở, và tôi nói là cái này rất hay, mọi người rất nên nghe. Đấy, đấy là trừ khi của chị. Đúng, em thấy chính kiến chị là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Bởi vì cần, cũng cần sự can đảm ở trong đấy thì mới làm được. Sự dũng cảm. Bởi vì khi một khi mình đã đưa ra một góc nhìn thì mình phải đủ dũng cảm, mình đủ mạnh để bảo vệ góc nhìn đấy là cái nhất. Cái thứ hai là để lan tỏa góc nhìn đấy đến với mọi người. Còn em thấy báo chí, nhất là những báo mà kiểu là mạng mới nổi để thu hút những cái lượt gọi là lượt like ảo ảo đấy, thì là họ không có góc nhìn cá nhân. Họ đơn giản chỉ là làm việc những cỗ máy. Copy một cái post nó đăng tận chục lần, nhìn đến chục lần, nhìn chán luôn rồi. Thì đúng, em thấy nó không giúp ích gì cả. Nó giúp ích là thông tin như này, thông tin như này, khán giả đọc chán rồi, nhớ rồi, nhờn. Xong dần dần khán giả sẽ bị mất cái sự tập trung vốn có của họ vì lướt Facebook. Thế các khu yêu thích nhất của em trong album là gì? Em không có chị ạ. Quan điểm vẫn là quan điểm thôi. Giữ vững quan điểm. Vì là cũng như là các đứa con của mình không thể nói ra là tôi yêu thích con nào hơn à? Đúng. Hay còn lý do nào không? Còn lý do là kể cả em có biết đi chăng nữa thì em cũng không nên nói. Có những thứ không nên nói. Em thấy cái này là một thứ không nên nói. Còn em nghĩ là thứ em đã được nói nhiều nhất ở trong cái album này là gì? Tại sao là 99%? 1% còn lại đâu? Phụ huynh châu Á. Những câu hỏi rất là controversial. Album, để nói về album thì em nghĩ là mọi người đều nghe hết, là mọi người đều có góc nhìn của mọi người về album này rồi. Em không cần phải PR thêm cho album ấy. Ý là em đến đây chỉ đơn thuần là em muốn nói chuyện với chị Thùy Minh. Chị cũng không có nhu cầu PR cho album của em, nhưng chị thấy hay. Được không? Được không? Yêu. Em có nói một cái câu trước đấy là MCK chưa ra nhạc. Đúng không? Thế bao giờ ra nhạc? Đợi đi sẽ biết. Và sẽ là kiểu như thế nào? Một version ra làm sao? Đóng lại giai đoạn ngơ này thì là... Khi mà nói chung là có cái set nhạc. Là set nhạc là khi anh yêu triệu trái tim tan vỡ. Thì là sau giai đoạn tình yêu, chúng ta sẽ đến với giai đoạn là không tình yêu. Lúc ấy tình yêu nó không còn quan trọng nữa. Sau khi tình yêu chiếm hết
một phần của cuộc sống của mình, thì mình nhận ra là ồ, hóa ra cuộc sống mình to hơn thế rất nhiều. Đây chỉ là cái cốc thôi, còn cuộc sống của mình là cái bàn. Mình quên mất cuộc sống của mình là cái bàn. Thì em nghĩ hip hop nó là một lối sống. Nó nằm ở việc cách mình hành xử, cách mình thể hiện mình, cách mình đi đứng, nói năng. Thì nó sẽ nằm, cách mình yêu nữa cũng thể hiện mình là hip hop hay không. Thì mình sẽ chăm sóc tất cả những cái này, chứ không chỉ là mỗi tình yêu. Thì tình yêu lúc ấy mình nhìn ra rồi, mình sống trong ngoài quá lâu rồi. Bây giờ thực sự thế giới của tôi là và tôi cần phải làm rất nhiều việc nữa thì tôi mới quán xuyến được. Trò chuyện này nếu muốn có thể kéo dài đến 9 giờ tối, nhưng mà mình để dành, mình bỏ cái phần bọc đường đi, đúng không? Mình sống thật lúc khác. Nói đùa, hôm nay cũng sống thật mà, đúng không? Đúng rồi, sống thật rồi. Không, em nghĩ là nên để sang hôm khác. Em còn ở đây lâu. Giai đoạn khác. Một cái đỉnh khác, một album khác. Không, em nghĩ là chị, em muốn xem, nhìn chị đi tiếp con đường. Khủy kinh. Chị cũng muốn nhìn em đi tiếp con đường. Chúng ta đi. Không, bây giờ chúng ta sẽ đi lên hoang đảo. Tại vì một cái câu mà chị hay hỏi trong cái show này, đấy là ngày mai em lên hoang đảo, không biết ngày trở về. Khi đi mang theo một cuốn sách, em mang cuốn gì? Chị muốn em trả lời theo góc nhìn của ai? Chị muốn em trả lời câu hỏi đầu tiên, câu trả lời đầu tiên em có trong đầu. Em nghĩ là một người không đọc sách nhiều. Đến bây giờ mới bắt đầu tìm những quyển sách để đọc. Nhưng em sẽ mang quyển đầu tiên em đọc, Hai Bạn Dặm Dưới Đáy Biển. Của Mark Twain á? Của... không nhớ tên tác giả, nhưng quyển đấy là quyển bố em tặng em. Tên là Hai Bạn Dặm Dưới Đáy Biển. Chị đọc cuốn đấy rồi, và chị cũng có cảm giác như đấy là một trong những cuốn sách đầu tiên chị đọc ấy. Và cái thế giới đấy cũng rất là mơ mộng đấy chứ, màu nhiệm luôn đấy chứ. À, tức là lên hoang đảo nhưng mình lặn xuống dưới đáy biển cơ, đúng không? Thế thì những cái câu trả lời nó hay cho thấy là tiếp người của mình là như nào. Có vẻ như em lên hoang đảo, em không quan tâm đến việc là không có ngày trở về, em không quan tâm đến sự tồn tại, đúng không? Em cảm giác mình đang bước vào một cái thế giới còn nhiều thứ kỳ thú nữa, đúng không? Thì đúng rồi. Hoang mà. Đảo hoang mà. Ôi, lên đấy là vua mà. Ôi, đổi tên thành Robin Sơn ngay ấy. Quên là nickname là Sơn nữa. Chị thấy nó cho thấy nó nói nhiều với em. Chị nghĩ cái em bé bên trong em nó cũng được bảo vệ chắc chắn đấy. Nó vẫn ở đấy đấy. Thế bây giờ trong team của em có 3 người đúng không? Hay là đông hơn mà không biết. Team em rất nhiều người. Hiện tại đang ở Have a Sip có 3 người đúng không? Đúng ạ. Nếu phải chọn một trong hai người đi cùng với em lên hoang đảo thì đấy là một bạn là Hiếu, một bạn là Chính, đúng không? Chính là người producer làm nhạc chung với em cái album này. Hiếu là quản lý của em đúng không? Hai người này em chọn ai mang lên hoang đảo? Để mà nói câu chuyện là lên hoang đảo ấy, em nghĩ là lên hoang đảo nhiều khả năng là đi ấy. Em không, chọn ai? Không chọn. Em đi một mình. Cuộc hành trình của em vốn nó là cô độc. May mắn khi có những người tham gia cùng mình. Mình không muốn họ phải vào cái cảnh hoang đảo ăn mắm mút roi làm gì à. Đóng vâng khố mình... cởi trần. Ôi xời. Sáng ra với chữ SOS to ấy, trưởng. Chẳng biết làm gì. Chị tưởng là một thế giới mình làm vua cơ mà. Mình bắt buộc phải lên đấy thì là mình phải chỉnh setting của mình đấy. Tôi là vua. Nhưng mà vua bất đắc dĩ với cả vua được đôn lên nó khác nhau. Thế là cuối cùng vẫn chọn là cái hành trình mình đi sẽ có, nó sẽ là sự cô độc đúng không? Mình sẽ là một mình đúng không? Mình không chọn. Ở sáng nay, thực ra em chưa ngủ. Chưa ngủ từ hôm qua đến bây giờ. Thì sáng nay em có đi nói chuyện với cả một cậu em tên là Kiệt. Nó trước có học cùng em bên Nhật. Hiện tại đang làm cái gì nhỉ? Bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ tâm lý mà là kiểu hỗ trợ tâm lý. Thì sáng nay còn nói chuyện là anh cũng thấy hành trình của anh chắc là cô độc rồi.
Em bảo là đừng đặt ra như thế anh ạ, vì khi anh có một lý tưởng thì chắc chắn anh sẽ thu hút nhiều người đi cùng anh. Kể cả trên hoang đảo đấy không có người, chắc là có động vật chứ. Mình sẽ làm bạn với cả khỉ, sò, cá heo, rắn rùng các kiểu. Chúng có linh hồn mà, nên chỉ cần có linh hồn thôi là mình sẽ hiểu được. Nếu mà chúng nó cắn mình cắn lại chúng nó. Câu chuyện của em giống như câu chuyện sư tử ngày 8 tháng 3 lắm ấy. Có biết vụ đấy không? Không ạ. Đàn ông quyết định cắn lại sư tử đấy. Mà người ta đã dùng câu chuyện đấy vào 8 tháng 3 là nếu mà bị các bà vợ ở nhà dọa nạt thì có thể học cách cắn lại. Thôi nói vui, chị hiểu vấn đề của em, chị hiểu câu chuyện của em ngày hôm nay. Có cái gì mà hôm nay em chưa nói được không? Không. Em nghĩ là em sẽ lên thêm những số tiếp theo. Nếu mà chị có thời gian, chị em mình cùng ngồi nói chuyện về cuộc đời. Và nếu có cái gì để nói với khán giả, em sẽ nói gì? Em có phải là kiểu người sẽ nhắn gửi đến khán giả không? Em không. Em chỉ nói là nếu có gì để nói là các bạn tuyệt, các bạn rất tuyệt. Tôi thực sự tôi cảm thấy tôi bình thường ấy. Tôi không hiểu sao các bạn lại yêu quý tôi đến thế. Nhưng mà thôi, không phải là lúc để đặt những câu hỏi nghi ngờ bản thân như thế đúng không? Các bạn không muốn tôi đặt những câu hỏi như thế đâu, nhưng mà các bạn tuyệt vời lắm. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn em Siki, cảm ơn các khán giả của Have a Sip. Chúc em hoặc là tất cả hành trình của chúng ta, chúc chúng ta sẽ luôn tìm được 1% còn thiếu. Yeah. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Hẹn gặp lại em. Hẹn gặp lại chị. Chúc chị luôn luôn xinh đẹp mạnh khỏe. Đấy. Chương trình thành công rồi.